phần hướng dẫn tổng tính tổng hợp vật tư của công trình. Chúng ta đã có một công trình với một số công tác như hiện hành, và bây giờ chúng ta muốn biết tổng hợp vật tư của cả công trình như thế nào, thì đang từ suite công trình chúng ta chuyển sang suite tổng hợp vật tư. Thì ngay lập tức phần mềm dự toán sẽ tính được chúng ta là cái hao phí vật liệu, cũng như là hao phí nhân công và hao phí máy của từng hạng mục trong công trình một. Và đây mặc định thì chương trình có 7 bảng, nhưng mà chương trình chỉ hiển thị cái bảng số 7 là bảng chênh lệch rút gọn. Và trong cái bảng chênh lệch rút gọn là một trong những cái bảng mà người ta hay dùng nhiều nhất. Nó gồm có giá gốc, giá hiện trường và chênh lệch giá. Và tổng chênh lệch là bao nhiêu của cả vật liệu, cả nhân công và cả cái máy ở đây. Đấy. Ngoài ra thì người dùng có thể là chọn có một trong số các cái ví dụ như vật liệu, nhân công hoặc là máy, hoặc là hai hoặc là cả ba vật liệu, nhân công, máy hiển thị. Ví dụ như hiện nay đang có vật liệu, có nhân công và có ca máy ở đây. Thì nếu bây giờ muốn bỏ nhân công và máy chỉ hiển thị vật liệu thì làm thế nào? Thì bỏ tích hai cái có nhân công và có máy đi. Thì sau đó bấm vào cái nút mũi tên này. Thì chương trình sẽ chỉ tính lại có nguyên vật liệu không và nhân công và máy mất. Giả sử bây giờ có thêm bỏ nhân công đi và chỉ có thêm máy không, thì chương trình sẽ tính toán thêm và chỉ có vật liệu và máy thi công. Ở đây có một số trường hợp mà chúng ta cần phải có những công tác như công tác tạm tính thì chương trình cũng tính cả vào. Ví dụ bây giờ chuyển sang suite công trình, chúng ta nhập một vài công tác tạm tính ở đây. Ví dụ bây giờ chèn một dòng vào. Chúng ta đã đặt một cái công tác là tạm tính. Mã là TT, tên công tác là công tác tạm tính. 1. Đơn vị là mét vuông. Khối lượng là 5 mét vuông. Đơn giá vật liệu là 11. 11. Giá nhân công 22, giá ca máy là 33 đồng. Thì khi đó chúng ta chuyển sang suite tổng hợp vật tư. Chương trình sẽ tự động tính toán lại và có công tác tạm tính ở đây. Bởi vì tạm tính như chúng ta đã biết, tạm tính như các công tác bê tông chẳng hạn thì là có hao phí vật liệu, nhân công và máy như thế này. Nhưng với công tác tạm tính thì không hề có hao phí vật liệu và không có hao phí nhân công. Thế vậy trong trường hợp này, cái khối lượng là 5 và ba cái đơn giá 11, 22, 33 thì được chuyển sang trực tiếp ở bên bên tổng hợp vật tư. Ví dụ đây chúng ta đã nhìn thấy là khối lượng là 5, đơn giá gốc là của vật liệu là 11, của nhân công là 22 và của máy là 33. Ở trong một số trường hợp người dùng không muốn có cái tạm tính ở đây, hoặc tạm tính ở đây được hiểu là có thể là những cái mã tạm TT mà hoặc là những cái công tác mà nó không hề có một hao phí vật liệu, nhân công và máy nào cả. Và cái tạm tính ở đây thì cũng được hiểu hiểu một cách tương đối rộng là những công tác không 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 hẳn là những cái mã TT, mà những công tác có thể là A E chấm 1112 chẳng hạn A, mà người dùng xóa tất cả các cái hao phí vật liệu đi. Ví dụ như một công tác như thế này, và chúng ta xóa toàn bộ hao phí vật liệu hoặc là xóa toàn bộ hao phí nhân công, tất cả như này đi, thì lúc đó thì nó sẽ trở về là đó gần như tương tự như là công tác tạm tính. Nếu bây giờ chúng ta muốn bỏ cái tạm tính này đi mà chúng ta chỉ hiển thị những cái loại vật liệu ví dụ như xi măng, cát, đá, sắt, thép, thì chúng ta bỏ cái tích có tạm tính này đi. Thế sau đó chúng ta bấm nút hình tam giác này để chương trình tính lại. Thì lúc này cái tạm tính thì mất, và tất nhiên cái tổng chi phí ở dưới này nó sẽ hiển thị sẽ khác đi. Ở đây có một trường hợp nữa là chỉ hiển thị vật liệu chênh lệch. Tạm thời ở trong trường hợp này là chênh lệch bằng không hết thì không nói. Bây giờ chúng ta chuyển sang suy giá tháng. Chúng ta nhập một số các loại vật liệu, ví dụ chúng ta nhập đá 46 là 150.000. Chúng ta nhập tiếp đến xi măng là 900 đồng. Chúng ta nhập tiếp đến đá hộc là 95.000 đồng.
như thế này. Thì khi đó chúng ta chuyển sang tổng vật tư. Tất nhiên là đá học đá 46 và đá học ở đây là đã có cái giá là 150.000 và 95.000 đồng. Và đương nhiên chênh lệch là 45 và 5.000 đồng. Tổng chênh lệch là như thế này. Tương tự như vậy với xi măng cũng có chênh lệch và có tổng chênh lệch ở đây. Thế nếu bây giờ có một số trường hợp là người ta không muốn hiển thị những cái chủng loại vật liệu mà không có chênh lệch, ví dụ như là đất đèn, ví dụ như ngói như thế này chẳng hạn, thì tất cả là cái chênh lệch bằng không, mà người ta chỉ muốn hiển thị những cái mà vật liệu có chênh lệch thì làm thế nào? Thì đơn giản là người ta chỉ tích vào cái chỉ hiện vật liệu chênh lệch. Đấy, thế sau đó bấm nút hình tam giác này để nó tính lại. Và như chúng ta đã thấy lúc nãy thì có tầm khoảng hai chục loại vật liệu, thì bây giờ chúng ta chỉ có loại ba loại vật liệu, đó là đá, đá học và xi măng PC với cái chênh lệch hiển thị ở đây và cái tổng chênh lệch hiển thị ở đây. Tuy nhiên thì chương trình để ở cái mặc định mà chương trình vẫn để, tức là cái mà gần như tất cả mọi người đều dùng, là hiển thị tất cả những loại vật liệu, kể cả là có chênh lẫn như là không chênh, và có hiển thị cái tạm tính, và đương nhiên là có cả vật liệu công máy, và trường hợp đầy đủ là như thế này. Đây, có tạm tính, có cả những cái vật liệu mà không chênh cũng như là vật liệu có chênh ở đây. Ở đây thì chúng ta trở lại cái bảng tổng hợp tư này, có đến tất cả là 10 bảng. Thì chúng ta đi từ đầu, bảng thứ nhất là chỉ là bảng thể hiện khối lượng vật tư. Trong một số trường hợp thì chúng ta không cần thể hiện cái giá cả của vật tư cũng như là thành tiền hoặc là chênh lệch, và chúng ta chỉ muốn biết cái khối lượng của, ví dụ như là đá học chẳng hạn là bao nhiêu khối chẳng hạn, hay là cát vàng là bao nhiêu khối, hay là gạch chỉ để xây tường là bao nhiêu viên, mà thôi, chúng ta không quan tâm đến cái giá. Thì chúng ta chọn cái hiển thị bảng là bảng số 1 là bảng khối lượng vật tư ở đây. Thì sau đó thì chúng ta bấm vào cái nút hình tam giác này để cho nó tính lại. Hoặc nếu như ai đó không thích dùng nút tam giác này, có thể chúng ta vào công trình tính lại, tính toán lại toàn bộ bảng hiện hành, hoặc là chúng ta nhấn phím tắt là phím F5 cũng được. Một trong ba cách đó. Bảng thứ hai đó là cái bảng mà chỉ có giá gốc không. Thì đương nhiên có giá gốc thì sẽ phải có thành tiền tương ứng với giá gốc, tương ứng với cả giá gốc đó. Bảng thứ ba là bảng giá tháng. Giá tháng ở đây thì được hiểu là cái giá mà hàng tháng hoặc hàng quý đấy, mà liên sở tài chính với cả sở xây dựng họ ban hành, họ công bố cái giá thông báo, và chúng ta nhập trực tiếp vào cái sheet và bên giá tháng này, và cột giá tháng ở đây. Thì cái giá thông báo ở đây chính là bằng cái cột giá tháng ở bên sheet giá tháng đó. Và có đơn giá ứng với cả giá thông báo ở đây thì tương ứng sẽ có thành tiền ứng với giá thông báo ở bên này. Nhân công cũng vậy và máy cũng tương tự như vậy. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bảng hiển thị bảng cước vận chuyển. Cước vận chuyển thì sẽ được nhập ở bên sheet cước vận chuyển này. Và sau khi mà có cước vận chuyển thì nó sẽ cộng dồn vào đây và sẽ thể hiện cái thành tiền tương ứng với cả cái cước vận chuyển, với nguyên tắc là cái thành tiền ở đây thì sẽ bằng cái ô khối lượng nhân với cả đơn giá của cước vận chuyển, thì sẽ sang đây. Một bảng nữa là bảng thứ năm, đó là bảng về giá tháng nhân hệ số. Có một số đơn vị hoặc một số tỉnh thì cái việc bù vận chuyển vật liệu thì họ không tính vận chuyển mà họ tính một cái hệ số nào đó. Và cái hệ số đấy thì được nhập ở đây. Nhập ở đây. Hoặc là chúng ta có thể là chuyển sang suy công trình và hệ số có thể được nhập ở đây. Thì ở đây chương trình sẽ hiển thị ra cái giá gốc, giá tháng và hệ số, sau đó giá tháng nhân hệ số và thành tiền. Thì ở đây là thành tiền ứng với cả giá gốc. Ở đây là giá thông báo tương ứng, tức là giá tháng đấy, và đây là giá thông báo nhân với cả hệ số, có nghĩa là ô này thì sẽ bằng cái giá thông báo bên này nhân với cả hệ số này. Còn thành tiền này thì sẽ là thành tiền ứng với cả giá thông báo đã được nhân hệ số, có nghĩa là thành tiền này sẽ bằng khối lượng ở đây mà nhân với cả giá thông báo đã nhân với hệ số ở đây. Một trường hợp nữa là giá hiện trường là như thế này. Giá hiện trường thì được hiểu rằng là giá hiện trường thì bằng giá thông báo,
ra thông báo ở đây, nhân với cả hệ số ở đây và cộng với cước vận chuyển ở đây. Ví dụ giá hiện trường là của đá 46 này thì sẽ được tính là bằng cái đá giá thông báo này nhân hệ số này và cộng cước vận chuyển ở ô này thì sẽ ra giá ở đây. Và thành tiền này thì sẽ là tương ứng với cả thành tiền ứng với giá hiện trường ở đây. Và tất nhiên nó sẽ bằng cái ô khối lượng ở đây và nhân với cả giá hiện trường ở đây. Bảng rút gọn thì chúng ta đã nhìn ngay từ đầu rồi. Thì bây giờ chúng ta chuyển ngay sang bảng chênh lệch có hệ số. Thì cái bảng chênh lệch có hệ số là cái bảng mà nó thể hiện là cái chênh lệch giá. Nó thể hiện là cái giá hiện trường. Nó diễn giải chính xác giá hiện trường bằng giá thông báo nhân hệ số cộng cước vận chuyển để ra con giá hiện trường này. Sau đó cái chênh lệch này thì được chênh lệch được hiểu là cái giá hiện trường là giá cuối cùng mà trừ đi giá gốc này. Trong một số trường hợp mà các công trình không tính đến cước vận chuyển và không tính hệ số này thì đương nhiên là cái giá hiện trường này nó sẽ bằng với cả giá thông báo và đương nhiên cái chênh lệch sẽ bằng giá thông báo mà trừ đi giá gốc. Đấy. Chuyển sang bảng chênh lệch có thành tiền thì ở đây nó thể hiện là giá gốc và thành tiền ứng với giá gốc và giá hiện trường tương ứng với cả cái thành tiền sẽ tương ứng với cả cái giá hiện trường ở đây và thể hiện chênh lệch ở đây. Bảng cuối cùng là bảng đầy đủ. Bảng đầy đủ thì hiện ra tất cả các cột từ mã của vật liệu đến tên đến đơn vị khối lượng đến giá của các loại vật liệu đấy, bao gồm giá gốc, giá thông báo, rồi giá thông báo nhân hệ số, rồi cước vận chuyển và giá hiện trường và thành tiền tương ứng với giá hiện trường và cuối cùng là chênh lệch và tổng chênh lệch. Cái bảng đầy đủ này hiện ra điểm gì để trong một số trường hợp mà người dùng muốn, ví dụ như người dùng không muốn hai cột thành tiền ứng với giá gốc này và cột giá thông báo chẳng hạn, thì người ta chỉ đơn giản người ta nháy bôi đen hai cái cột G và cột S, cột H này, sau đó thì vào soạn thảo hiện ảnh cột. Thì trong trường hợp này hai cột G, S, G, H đã mất, tức là từ E, F, I, tức là hai cột G và H đã được ẩn đi. Và trong trường hợp đấy thì người ta in tùy biến theo cách của người ta. Bây giờ lại cho hiển thị lại. Thì lại hiển thị ra hai cột G và cột H ở đây. Như vậy với cái bảng tổng hợp vật tư này, trong bảng tổng hợp tư có đến 10 bảng khác nhau từ khối lượng mà đến các cái bảng đầy đủ, thì kèm theo các cái lựa chọn có thể là tính in vật liệu, có thể in nhân công, có thể in máy, hoặc là tạm tính, hoặc là chỉ thể hiện vật liệu, thì gần như đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các đơn vị trong cả nước. Chúc các bạn may mắn.